Từ những diện tích đất xen kẹp, đất hoang hóa, lão nông Bùi Đức Tình, thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi đã biến chúng trở thành những cánh đồng sen bạt ngàn với nhiều giống sen đẹp lạ cho hiệu quả kinh tế cao. Nhận thấy được những tiềm năng phát triển kinh tế từ mô hình trồng sen, năm 2010, khi trở về quê hương sinh sống, ông Tình đã đầu tư thuê lại trên 10 mẫu đất hoang hóa của người dân trong xã để trồng sen. Ông đã đi tìm hiểu và lựa chọn những giống sen đẹp, lạ, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng để đưa vào trồng và nhân giống. Hiện tại, toàn bộ diện tích sen của gia đình ông đều đang được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp với các giống nhập ngoại như sen Super, sen Quan Âm, sen Bách Diệp và sen Lấy Củ. Bên cạnh việc lựa chọn giống, ông còn thường xuyên đi học tập kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn về trồng và chăm sóc sen. Về quê thấy cái đất ở quê mình bỏ hoang rất nhiều nên tôi có ý tưởng trồng sen theo mô hình của miền Tây. Cái hoa sen này nó là một quốc hoa, hay là nó đem lại cái nền kinh tế cao gấp 4 lần so với trồng lúa. Nhờ phương pháp chăm sóc tốt nên diện tích sen của gia đình ông cho năng suất rất cao, hoa đẹp và bền, được thị trường ưa chuộng. Ngoài bán cho các mối buôn trong tỉnh, sen của gia đình ông còn được chuyển đi các tỉnh như Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng. Mỗi ngày, diện tích sen của gia đình ông cho thu từ 2.500 đến 3.000 bông. Chỉ tính riêng thu nhập từ bán hoa sen, mỗi năm ông thu từ 700 tới 800 triệu đồng. Tôi lấy sen nhà ông Tình là được 2 năm rồi. Mà các cái chất lượng sen của nhà ông ấy thì đẹp hơn các loại sen thông thường khác. Mà nó nhiều loại. Mình ở Hà Nội mình đi qua mình thấy đầm sen đẹp thì mình xuống mình ngắm, mình hỏi cái đây là loại sen mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy và tôi thấy là đẹp hơn rất nhiều so với những loại sen mà tôi đã nhìn thấy. Ngoài cung cấp hoa, củ sen và giống sen, ông còn chế biến trà sen phục vụ nhu cầu của khách hàng. Ông đã lựa chọn giống sen Bách Diệp, loại sen có mùi thơm đặc trưng nhất để trồng phục vụ cho việc chế biến trà. Để bảo quản được thời gian dài và thuận lợi cho việc vận chuyển đi các tỉnh, ngoài trà sen ướp tươi, ông còn chế biến trà sen sấy khô, được đóng gói, hút chân không để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Mô hình trồng sen của ông Tình không những khai thác sử dụng có hiệu quả những diện tích đất bỏ hoang mà còn tạo ra nguồn thu nhập cao giúp phát triển kinh tế gia đình. Đây chính là một trong những mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tiêu biểu của xã Xuân Trúc.